Tập 1. Năm đầu dân quốc, quân Việt cát cứ. Phía đông bắc có lực Trung Hoa, biệt hiệu Hắc Báo Tử, là một người rất có tiếng tăm. Rồi ghé vô, ghé vô. Trời, con gà đây rồi. Năm đầu dân quốc dùng đông bắc. Trời, lông gà đây. Cải xanh giòn ngọt đây, ghé vô, ghé vô. Chạy mau, chạy mau, đừng có cản đường Hắc Báo Tử. Các anh em, nhanh lên. Con thích sao thì cứ làm như vậy. Như vậy là không được đó. Tránh ra. Đi thôi. Tránh ra, nhanh lên, dân bội. Văn bội, con có sao không? Văn bội, con có sao không? Hả? Bị thương ở đâu? Tôi không sao. Không có bị thương. Không sao thì đừng cản đường nữa. Làm gì hết hồn? Văn bội, con có bị đau đâu không? Có bị thương không? Dì có sao không? Trời ơi, dì sợ quá. Dì à, dì có sao không vậy? Không, không, dì không sao. Cô tên là gì? Tôi nó họ Phó, là cháu gái của tôi. Chúng tôi ra ngoài mua chút đồ. Tôi không có hỏi bà, đừng nói xen vào. Nói đi, cô tên gì? Tôi họ Phó, tên Văn Bội. Lý Phó Quan. Có. Đi tìm hiểu xem tên Phó Văn Bội này được viết như thế nào. Trong nhà còn có những ai? Và còn... Tôi biết rồi. Tôi sẽ cho hai người hộ tống Phó Tiểu Thư về nhà. Tất cả mọi chuyện giao cho tôi được rồi. Để xuống. Thu đội. Nè, chuyện này là sao đây? Phó tiên sinh, Lục Tư Lệnh chúng tôi muốn hỏi cưới Phó Tiểu Thư con gái của ông, làm vợ thứ 8 của ông ấy. Mẹ. Nhưng mà Văn Bội của chúng tôi đã hứa gả cho người khác rồi. Phải đó. Lục Tư Lệnh là một anh hùng ở ba tỉnh Đông Bắc của chúng ta. Có Tiểu Thư nhà nào mà không muốn trở thành vợ của Tư Lệnh? Đây là chuyện đáng mừng vô cùng, là kiếp trước của tôi được đó. Cũng là số cô định sẵn như vậy rồi. Cô coi, cô không ra ngoài mua đồ sớm một chút hay đi trễ một chút, mà lại đi mua đồ đúng lúc Tư Lệnh đi ngang qua. Cô được Tư Lệnh để ý rồi, đó không phải là số định sẵn rồi sao? Quan nhân đại nhân, xin ông giúp đỡ cho. Văn bội của chúng tôi nó không hiểu quy tắc của quân đội, nó cũng đã được hứa hôn. Hơn nữa Tư Lệnh mấy ông muốn cô gái nào thì được cô gái đó. Tha cho văn bội chúng tôi đi. Phu nhân,
Chẳng lẽ bà chưa từng nghe đại danh của Lục Tư lệnh sao? Đương nhiên chúng tôi biết rõ mà. Vậy thì lúc Lục Tư lệnh sai người tới nạp xính lễ, chắc bà cũng có nghe nói, không ai dám trả xính lễ chứ. Đem y phục vào đây. Dạ. Trong này là lễ phục của tân nương. Tư lệnh của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho tiểu thư rồi. Sáng sớm ngày mai Kiều Hoa sẽ tới đón dâu. Phó tiểu thư, xin cô nhớ cho kỹ, cô phải thay lễ phục bước lên Kiều Hoa. 9 giờ sáng mai là ngày lành tháng tốt, Kiều Hoa sẽ đến đón dâu đúng giờ. À, tôi nói vị quan quân đại nhân à, gia đình chúng tôi là gia đình thi thương nhiều đời nay. Cha tôi là một học giả, cũng không phải là người không có danh không có tiếng. Phó tiên sinh, tư lệnh trước giờ luôn tôn trọng người có học đó. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới chuyện phó tiểu thư được gả vào phủ tư lệnh. Tứ phu nhân của tư lệnh cũng là tiểu thư của gia đình Hàn Lâm đó. Mọi việc quyết định vậy đi. Tôi đã bố trí 4 quân nhân giỏi nhất ở lại bảo vệ gia đình của ông cho tới khi giang bộ tiểu thư bình an bước vào phủ tư lệnh. Đừng quên, trước khi bước lên kiệu, nhất định là phải mặc lễ phục này. Mình trời ơi, quay! Bước đều, bước! Trời ơi, đồ tân nương cái kiểu gì vậy, không ta không tay. Ủa, đây là đồ cưỡi ngựa mà. Không lẽ ông ta muốn con mặc bộ đồ này lên kiểu qua sao? Tân lang, tân nương, hành lễ với khách. Tân lang, tân nương, hành lễ với trưởng môi. Tân lang, tân nương, hành lễ với nhau. Công lễ. Chúc mừng. Đã không bái thiên địa cũng không bái tổ tiên,
lại không bái cao đường vậy mà gọi là kết hôn hay sao? Cứ như vậy gọi là kết hôn rồi. Chỉ vậy thôi. Tên là chúng tôi trước giờ không tin thiên địa tổ tiên, ông ấy chỉ tin bản thân của ông ấy. Em là một cô dâu xinh đẹp, em sẽ được sống trong vui vẻ, trong hứng khởi. Văn Bội, đôi tay của anh sẽ dựng lên thiên hạ cho em. Một năm sau, mau đi chuẩn bị đi. Ra hậu đài hỏi thử xem cô gái diện dày một khai trại tên họ là gì. Dạ. Con có tên là gì? Cô nương đó họ Dương, tên Tuyết Cầm, tham gia cánh hát chưa bao lâu, những gì đổi tiếng. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Đi phục hoàng. Dạ. Đi tìm hiểu hoàn cảnh của Dương Thiếu Cầm này, gia đình còn có những ai và còn... Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ phái hai người đi tìm hiểu hoàn cảnh xuất thân của cô ấy. Tất cả mọi chuyện cứ giao tôi được rồi. Dương Đại Thẩm à, Lầu Tư lệnh chúng tôi đã chọn Dương Tuyết Cầm của các người.
9 giờ sáng ngày mai là ngày lành tháng tốt. Kiều Hoa sẽ tới phủ để đón người. Mong như cô nương nhớ mặc lễ phục này lên kiệu. Tới đây coi đi, Tần Nương xinh đẹp lắm đó. Nhỏ tiếng thôi, bác phu nhân đang ở bên kia kìa. Hả? Đã có cửa phu nhân rồi, bác phu nhân thì đáng cái gì? Ê, trời ơi, đừng có nói nữa, mọi người mau đi thôi. Dì ơi, dì nghe đi, cô dâu đã vào cửa rồi. Dì không đi coi náo nhiệt sao? Không biết cô dâu ăn mặc như thế nào. Văn bội, cũng tại vì hại con. Nếu như hôm đó dì không kéo con ra ngoài thì con sẽ không gặp Tư lệnh. Dì à, dì đừng buồn. Con cũng có một khoảng thời gian tốt đẹp mà. Không phải sao? Thời gian tốt đẹp? Con nghĩ đó là thời gian tốt đẹp thật sao? Nhưng mà dù sao thời gian đó cũng là những ngày rất mới mẻ, khiến người ta khó lòng quên được. Mới có một năm. Thời gian sẽ được yêu thương bao lâu đây? Tân lang, tân nương, hành lễ với khách. Hắc báo tử ơi là hắc báo tử, thời đại oai phong của ông cũng đã qua rồi. Tới khi hắc báo tử không còn oai phong nữa, không biết cục diện sẽ như thế nào. Hắc báo tử không còn oai phong nữa, nghĩa là sao hả dì? Trên đời này, bất kỳ anh hùng hào kiệt nào cũng sẽ trở thành quá khứ. Cho dù là hắc báo tử, hắn ta cũng sẽ già đi. Xong lại. Em đúng là một cô dâu xinh đẹp. Tôi cầm đôi tay này của anh sẽ xây lên một thiên hạ cho em.
mùa thu năm 1935, Thượng Hải. Lão gia, ông đang nghĩ gì vậy? Cả buổi không nghe ông nói tiếng nào. Tôi không biết tại sao hôm nay cứ luôn nghĩ tới tâm mình. Nghĩ tới tâm mình để làm gì? Nó đã chết nhiều năm lắm rồi. Ông xem, tôi đã sanh cho ông 4 đứa con, trai có gái có. Ông lại cứ nghĩ tới đứa con gái Văn Bội sinh. Đừng có nghĩ tới tâm bình nữa. Chỗ của chúng ta tuy là không có tâm bình, nhưng mà có Như Bình, Mộng Bình. Như Bình! Như Bình! Phu nhân, cô Như Bình đi học vẫn chưa về. Mình đi đón xe nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi đã nói với hai anh rồi, Tần Vũ Gia không cho phỏng vấn là không cho phỏng vấn. Mấy anh nghe không hiểu hay sao hả? Chúng tôi là ký giả báo thân. Tôi là Hạ Thư Hoàng, cậu ấy là ký giả giúp ảnh Đỗ Phi. Chúng tôi không quan tâm mấy anh là ai. Nè, thật ra mấy anh có thông báo với Tần Vũ Gia không vậy? Đúng là mắt chó xem thường người khác. Nếu ông ấy không chịu phỏng vấn thì cũng phải đích thân nói với chúng tôi chứ. Anh nói lịch sự một chút, muốn ăn đòn phải không? Xin lỗi nha, đồng nghiệp của tôi hơi nóng tính, nhưng chúng tôi hoàn toàn là có ý tốt thôi, muốn viết bài phỏng vấn đặc biệt về Tần Ngũ Gia. Tôi cho hai người biết, Tần Ngũ Gia có nhiều chuyện phải làm, không phỏng vấn là không phỏng vấn. Hai người đừng cản trước cửa nữa, cút cho tôi. Đi. Đi. Quay chụp hình đi. Đó. Dạ. Chạy mau. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi lại. Đuổi theo. Nhanh lên. Nhanh ra. Trời ơi. Đuổi lại. Nhanh ra. Nhanh ra. Nhanh ra. Đuổi lại. Đuổi lại. Đuổi lại chưa. Nhanh ra. Hey!
bên người trên không. Họ lên lại. Chạy lên Đứng lại. Đứng lên Phi. Lên xe, nhanh lên. Cảm ơn anh. Chú Quang, em ra. Tới rồi. Em ra. Chú Quang, chúng tới được kìa. Đâu còn toán đâu. Khi nào còn toán. Lần nào mấy người cũng cản đường, một đám chó canh cửa lung manh, muốn đánh thì đánh, ai sợ ai chứ. Đã, đánh cho tao. Giờ cô chịu nó giúp tôi, gặp nhau chậm cái chút. Dám đánh tao hả? Thưa Hoàng, con khủng ma tới cứu tôi sắp chết rồi nè. Đỗ Phi, chạm không? Lại. Mở lên xe, Đỗ Phi. Dài hả? Chết nó cho tao. Bỏ lên, lên xe đi. Đứng lại. Lên trên, nhanh lên. Tướng Quang. Đứng lại. Tướng Quang. Đứng lại. Thưa Quang, tao bắt chúng lại, nhanh lên. Chạy bên đó đi, để tôi dụ chúng mình này. Được rồi. Nè, chờ tôi với, chờ tôi. Cái gì? Chúng ta không đánh không quen biết mà. Có gì từ từ nói đi. Ai thèm nói chuyện với tụi bay. Đưa máy ảnh đây. Mấy anh muốn máy ảnh có phải không?
Một cái máy ảnh thì có gì ghê gớm đâu. Cầm đi. Thứ quan, cậu điên rồi hả? Mấy anh lấy phim được rồi, đừng có đập nát máy của tôi. Tôi đã thề với chủ nhiệm rồi, máy còn tôi còn. Ôi trời ơi, tiêu đời rồi. Tiểu tử, mày muốn chết hả? Đưa cuộn phim đi. Hết cách rồi. Nó đi. Đi. Con biết máy này còn sửa được không? Thôi bỏ đi, đống sách dụng này không sửa được đâu. Trước sau gì cũng đưa phim thôi thì đưa sớm đi. Cậu coi nè, máy ảnh bị đập nát, phim cũng lấy đi rồi. Lát nữa làm sao ăn nói với tổng biên tập đi. Ê, tôi nói thật cho cậu biết, lúc nãy tôi nhảy từ trên xe xuống, cái máy ảnh đã bị sốc loạn lên hết rồi. Tôi tưởng họ lấy được cái máy ảnh thì bỏ đi, ai ngờ chúng còn đòi giao phim nữa. Nhưng mà cậu đừng lo, máy ảnh bị nát nhưng phim thì còn. Cuộn phim lúc nãy bọn chúng lấy đi là cuộn phim lần trước chụp ở sở thú thôi, toàn là hình voi với khỉ không à. Đi, chúng ta đi lấy phim. Cô à, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Sao cô trả cuộn phim cho chúng tôi? Cuộn phim nào vậy? Cuộn phim nào? Chính là cuộn phim lúc nãy tôi đưa cô trên xe điện đó. Mấy anh lên xe đánh lộ một hồi, tôi đâu có biết mấy anh là người xấu hay tốt. Cuộn phim đó làm sao tôi dám giữ? Tôi đã nhét đại nó ở dưới ghế ngồi rồi. Hả? Cô à, cô thấy hai chúng tôi giống người xấu không? Cũng đâu có biết chắc được. Trời đất, cái gì mà đâu có biết chắc được? Tướng mạo tôi giống người xấu lắm sao? Có giống không? Giống không? Tôi không dám suy đoán. Chuyện thiên hạ, bớt xen vào thì tốt hơn. Thưa Hoàng à, cậu thông minh thiệt đó. Cậu coi cậu giao phim cho một cô gái không quen biết, bây giờ thì làm sao đây? Còn làm sao nữa? Đuổi theo xe điện đi. Nè, thật ra hai anh là ai vậy? Chúng tôi là ký giả của báo Thân. Bỏ đi không có thời gian giải thích đâu. Báo Thân? Anh tôi cũng là ký giả của báo Thân. Anh cô là ai? Lục Nhĩ Hào. Thì ra là Nhĩ Hào hả? Vậy cha cô là Lục Chứng Qua có đúng không? Nói vậy chúng ta là người một nhà rồi. Nè, tôi là Đỗ Phi, cậu ấy là Hà Thư Hoàng. Chúng tôi với Nhĩ Hào là bạn thân, thường đi săn tin chung với nhau. Mỗi ngày ở tòa soạn của chúng tôi là Tam Kiếm Khách. Cô không nghe Nhĩ Hào nhắc tới chúng tôi sao? Đừng lo kết bạn nữa, không đuổi theo xe điện là uổng công vô ích đó. Đi thôi. Khoan đã, mấy anh tìm cái này có phải không? Bây giờ em đã có thể khẳng định mấy anh không phải là người xấu, có thể yên tâm trả cuộn phim này lại cho mấy anh. Nè. Tôi rất tò mò, nếu chúng tôi là người xấu thì cô tính làm gì với cuộn phim này đây? Giao cho cục cảnh sát. Trước khi cô giao nó cho cục cảnh sát, hai chúng tôi xử đẹp cô mất rồi. Nếu chúng tôi là người xấu thì cô không nên ở đây chờ chúng tôi, cô nên tới thẳng sở cảnh sát chứ. Vậy thì không còn kích thích nữa. Hơn nữa em đánh cược với bản thân, cược mấy anh là người tốt. Nhưng mà em cũng rất tò mò, giao cuộn phim cho em, làm sao biết chắc em sẽ trả lại cho mấy anh? Nếu em bỏ đi luôn, Thượng Hải lớn như vậy, mấy anh tìm đâu có ra. Vừa nhìn thấy cô là tôi biết cô sẽ giúp chúng tôi. Dĩ nhiên tôi cũng phải đánh cược với bản thân, cược cô là người tốt. Có bộ hai chúng ta đều thắng cược rồi. Ba chúng ta đang đi mua giấy số hàng không, nó không chừng sẽ trúng độc đắc đó. Lục tiểu thư, em tên là Lục Như Bình. Khốn kiếp, cả đám các người đều là lũ ăn hại. Chỉ hai tên ký giả nhỏ cũng không đối phó được, còn nói gì cái máy ảnh hỏng rồi, phim đã hủy rồi. Đây là cái gì? Hả? Đây là cái gì?
Hai tên ký giả đó tên họ là gì? Tại sao trên báo không có tên ký giả? Ngũ gia, có lẽ hai tên đó là hai tên ký giả vừa mới ra nghề, còn chưa được phép đề tên ở trên báo. Chắc chắn là hai tên tiểu tốt. Mấy đứa tụi bay, chuyện làm ăn càng lúc càng khó khăn, thời cuộc càng lúc càng căng thẳng. Chúng ta kinh doanh ngành giải trí này, không biết còn trụ được bao lâu nữa. Năm tới là năm quan trọng, mọi người phải cố gắng nắm chắc cơ hội. Dạ dạ dạ. Cuối mùa xuân năm 1936, Thượng Hải. Mẹ, con tranh thủ thời gian đi sớm về sớm. Con đi đây. Ừ. Ê, Y Bình, con chờ một chút. Trời mưa tầm tã không đem theo dù sao được con. Nè, Y Bình, con qua bên đó nói chuyện, nhớ phải nhỏ nhẹ một chút. Con nói với ba con, không thể nợ tiền nhà được nữa. Đã nợ người ta 2 tháng rồi, còn tiền tạp quá rồi. Mẹ yên tâm đi, cho dù quốc ức cỡ nào, con cũng sẽ cố nhìn. Cho dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ cố lấy được tiền đem về. Nè, Y Bình, cẩn thận, đừng làm mất dù. Lần nào con đem cây dù đi cũng quên đem về. Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ hết, một cây dù cũng mấy cắt bạc đó con. Một cây dù đó, mà mẹ cứ coi như là báu vật vậy. Con đi đường cẩn thận nha. Con đi nha. Lạ thiệt, mỗi lần qua bên đó ông trời cứ luôn chống đối mình. Cây dù đất này che được phía trước thì không che được đằng sau. Cây dù cũng chống lại mình luôn, chó cũng chống lại mình. Tuy là cây dù rách nhưng mẹ đã dặn không được làm mất. Xui xẻo dữ vậy, chiếc xe cũng chống đối mình, dũng nước cũng chống đối mình. Ê, chú tài xế, vẫn còn một người nữa, chờ chút đi, mở cửa chú ơi, vẫn còn một người nữa, nè chờ chút đi. Cô à, cô có bị thương không?